quý vị và các bạn, năm 2005, thư sĩ Jacques Monroe King bắt đầu những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký hơn 200 trang dành cho cậu con trai sắp ra đời, phòng trường hợp anh không thể trở về từ Iraq. Ngày 14 tháng 10 năm 2006, một quả bom phát nổ bên đường đã cướp đi mạng sống của người quân nhân ấy. Khi đó, con trai anh, cậu bé Jordan, chỉ mới 7 tháng tuổi. Vợ anh, một phụ nữ da màu, một nhà báo đã mang trái tim tan vỡ khi mất đi người chồng thân yêu. Bà mẹ đơn thân ấy đã dành quãng đời còn lại của mình để kiếm tìm sự thật về chiến tranh, về khát vọng hòa bình trong mỗi con người. Đó là tất cả những gì khiến nhật ký cho Jordan lôi cuốn, rung động bạn đọc. Sách do nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với dịch giả Nguyễn Quốc Vương để nghe anh chia sẻ về cuốn sách đặc biệt này. Cuốn sách Nhật ký cho Jordan của tác giả Dana Kennedy là một cuốn sách mà được tác giả viết xen kẽ giữa những bình luận, giải thích và những hồi tưởng của bà về mối tình của mình với người chồng đã mất tại Iraq. Thông qua cái câu chuyện bà kể cũng như là những minh họa từ cuốn nhật ký thì người đọc có thể hình dung được họ đã gặp nhau như thế nào, yêu nhau ra sao và trở thành một gia đình như thế nào và tình cảm của họ đối với đứa con. Từ một câu chuyện một gia đình Mỹ như vậy thì bạn đọc cũng có thể có một cái đầu mối để hiểu thêm xem là cuộc chiến tranh của người Mỹ tiến hành ở Iraq, tức là nước ngoài ngoài lãnh thổ Mỹ, thì bản chất của chiến tranh đó là gì? Người Mỹ nhìn nhận nó như thế nào? Đặc biệt là nhìn nhận từ phía các nhà báo, vì bà là một nhà báo, rồi bà lại cả là một người mẹ nữa. Vậy thì bà nhìn nhận như thế nào? Đặc biệt là một người mẹ mà lại mất chồng trong cuộc chiến tranh đó. Và đây là cũng là một tác phẩm hiếm hoi cho ta có một cái nhìn của người trong cuộc. Tức là thông qua nhật ký rồi câu chuyện của chồng bà ấy, thì người ta có thể hiểu được là người lính Mỹ, người sĩ quan Mỹ nghĩ gì khi mà họ nhận nhiệm vụ là đến thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Tức là họ vừa phải là, vì là công dân Mỹ, họ phải tuân thủ pháp luật Mỹ, họ phải làm theo cái nghĩa vụ. Nhưng mà về mặt tình cảm cá nhân, anh có gia đình, rồi chứng kiến cuộc chiến tranh khốc liệt ở đó, và trong cuộc chiến tranh đó thì có lôi kéo cả dân thường Iraq nữa. Ví dụ như người không phải là quân khủng bố, cũng không phải là người của quân đội, mà ở đó có thể nạn nhân là phụ nữ, rồi là người dân thường, rồi trẻ em Iraq ấy, thì họ nhìn nhận cuộc chiến tranh đó như thế nào. Cho nên là đọc cuốn sách mặc dù là không phải là dày, nhưng mà chúng ta cũng có thể có được rất nhiều thông tin từ nhiều phía để nhìn nhận về chiến tranh cũng như là tình yêu hay là cuộc sống. Ở góc độ của tôi khi mà đọc cuốn sách này thì tôi thấy thông điệp lớn nhất mà tác giả muốn gửi đến độc giả đó là phải quý giá, phải trân trọng sinh mạng và cuộc sống hòa bình. Tại vì bà là một người phụ nữ đã phải trả giá rất là nhiều để cuối cùng là có một gia đình hạnh phúc. Tại vì bà đã phải cân nhắc rất là lớn giữa chuyện là có nên kết hôn với một người đàn ông đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Rồi xuất thân gia đình bà chỉ là một gia đình bình dân. Và sau đó phải phấn đấu, phải học hành, phải phấn đấu rất lâu. Và cũng phải trả giá rất nhiều để có được một cái sự nghiệp ở trong một tòa báo lớn. Và bây giờ thì bà phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu và gia đình. Và sau đó thì cái chuyện mà gắn bó một người lính chiến và ra chiến trường nó cũng rất là mong manh. Cho nên là sau khi mà đã ở với nhau một thời gian thì bà mới quyết định kết hôn. Để rồi cuối cùng sau đó nó bị thử thách rất là nhiều. Đặc biệt là cái chết của người chồng ở nước ngoài. Chiến tranh thì không tránh khỏi ở trong cái cuốn sách này. Tuy nhiên là đằng sau những chết chóc, đằng sau cái tàn bạo của chiến tranh đó thì thông điệp mà có thể gửi đến bạn đọc đó là gia đình, đó là sự yêu thương và làm sao để không có chiến tranh, để không có cái sự mất mát.